ơi, xin chào mọi người đã đến với cái channel ngày hôm nay. Mọi người ơi, đã lâu lắm rồi em chưa lên cái video ngày hôm nay thì hàng của em đã về. Và em cũng muốn mọi người cập nhật những cái hàng hóa bên em qua cái video này. Hoặc là mọi người muốn tìm hiểu rõ hơn, sâu hơn về sản phẩm bên em thì mọi người có thể là đăng ký kênh YouTube của bên em là Mỹ phẩm chính hãng Sơ Bát Cứng. Hoặc là vào trong Facebook của em. Facebook của em là Trần Thị Alice chuyên sĩ mỹ phẩm. Và số Zalo của bên em là 0356605677 nha. Rất là vui khi mà lên cái video này hôm nay, bởi vì hôm nay hàng của em về cũng như là bổ sung thêm hàng để phục vụ cái nhu cầu làm đẹp của chị em. Hôm nay là cái dung dịch Hanayuki đã cập bến nè. Cái này thì khỏi cần phải giới thiệu rườm rà, tại vì em đã lên rất là nhiều clip về dòng sản phẩm dung dịch vệ sinh Hanayuki này rồi nha. Tiếp theo đó là dòng sản phẩm giảm cân kẹo dứa. Đây là một cái dòng sản phẩm mà gọi là giúp cho chị em chúng ta được thon gọn, rồi sẽ giúp cho vóc dáng của chúng ta được săn chắc hơn và đặc biệt là rất là ngọt nước nha. Hôm nay là có tiếp theo đó là cái dòng sản phẩm là kẹo bưởi giảm cân. Đó, không chỉ có kẹo dứa mà còn kẹo bưởi là những thành phần thiên nhiên hoàn toàn luôn, rất là an toàn khi mà mình sử dụng. Đó, thì chị nào mà muốn mua giảm cân thì liên hệ cho em, không những làm đẹp mà còn giúp cho chị em thon gọn rồi tốt cho sức khỏe nữa. Rất là nhiều sản phẩm. Tiếp theo đó là dòng sản phẩm dung dịch vệ sinh Nhã Phương, hay còn gọi là dung dịch vệ sinh Ngọc Trinh. Đó, dòng sản phẩm này bán rất là chạy và khi mà mấy chị sử dụng thì cảm nhận cực thích luôn nha. Bách Hoa Tiên đã cập bến rồi nè. Đây là dòng sản phẩm bổ sung collagen giúp hỗ trợ bổ sung collagen và glutathione sẽ giúp trắng da, mịn da và luôn luôn là có một làn da tươi sáng nhất có thể nha. Tiếp theo đó là dòng sản phẩm trị hôi nách của Huyền Phi có tên gọi là Anos. Đây là một cái dòng sản phẩm thực sự là khi mà mấy chị sử dụng về cái phần này á thì nó sẽ giảm bị hôi nách một cách rất là đáng kể và nhanh chóng. Chỉ trong vòng một chai như thế này thôi, mỗi tuần hoặc là một tuần mấy chị sử dụng cho em hai lần. Đó là mình thoa lên, mình nhỏ serum và mình thoa lên, cực thích luôn nha. Tiếp theo là dòng sản phẩm viên uống glutathione 600. Thì cái em này á thì mọi người đã biết là công dụng là làm trắng sáng da, mờ thâm nám, đặc biệt là giúp cho da của chúng ta cải thiện. Không những thế mà nó còn hỗ trợ về cái nó hỗ trợ cho chúng ta về cái nội tiết tố của phụ nữ cũng khá là ổn định nha mọi người. Bột giảm cân mị nương em cũng đã cập bến nè. Cái bột giảm cân mị nương này á là cái dòng sản phẩm mà giúp đánh tan mỗi bụng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất hiện nay của shop anh em. Tiếp theo đó là dòng sản phẩm tái tạo MV Skin cũ. Đây là cái phiên bản đầu tiên của MV. Và mọi người ơi, khi mà sử dụng em này cực mê luôn. Da của chúng ta cải thiện, lỗ chân lông se khít, và đặc biệt những ai có mụn bay hết sạch, những ai có nám diệt triệt tiêu đó. Thì hiện tại là bên em đã về rất là nhiều dòng sản phẩm. Nhưng mà có một điều đặc biệt ở đây là hôm nay có kem body hè kiểu anh. Thực sự là kem này á rất là hot luôn, về tới đâu là hết tới đó, rất là được chị em ưa chuộng nha. Đây là body của Hà Kiều Anh cập bến nha, chính hãng không bán nhái mọi người. Thực sự là trên thị trường hàng nhái rất là nhiều, mọi người cẩn thận nha, bởi vì trong cái việc làm đẹp của chúng ta không những đẹp mà còn khỏe thì chúng ta cần phải quan tâm đến sức khỏe và làn da trắng của mình nhiều hơn nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem video ngày hôm nay. Và bên em chuyên phân phối hàng chính hãng nhập khẩu hoặc là hàng công ty chính hãng. Mọi người hãy yên tâm và cứ yên tâm tin tưởng, giao niềm tin cho em thì em sẽ đánh đổi lại cái chất lượng tuyệt vời nhất cho chị em. Và cam kết một điều, khẳng định một điều, giá thành rẻ nhất so với giá thị trường. Mọi người hay hỏi em là tại sao đáng rẻ, bởi vì em là chuyên phân phối về mỹ phẩm, số lượng hàng của em về mỗi mã cũng rất là nhiều để phục vụ nhu cầu làm đẹp, cũng là phục vụ nhu cầu để mà làm đại lý hệ thống bên em, thì inbox ngay cho em nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem video ngày hôm nay và chúc mọi người có một buổi sáng vui vẻ, thành công và có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống nha. Bye bye.